Hello mọi người, đã quay lại với kênh Lomoto. Sau mình đây là xe giao hàng của Yamaha giao những chiếc Lexi đầu tiên về Yamaha Minh Long. Thì Yamaha Minh Long cũng rất là hân hạnh là một trong những đại lý đầu tiên được Yamaha tin tưởng đưa Lexi về để bán trước. Và hiện tại thì mình bắt đầu trả cọc cho anh em nào đang cọc Lexi nha. Như trước đó thì Lexi bên mình đang nhận những cọc cho hai phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Với phiên bản tiêu chuẩn đang mức giá là 48.500 bao VT và phiên bản cao cấp là 48.900 bao VT dành cho anh em. Thì hiện tại đây là những hình ảnh đầu tiên Lexi mình về rồi, thì bắt đầu mình trả cọc cho tháng 6 nha. Tiếp theo thì anh em nào mà cọc sau đó thì anh em thông cảm với mình, thì trong tháng 7 thì mình sẽ về tiếp để cho anh em sở hữu xe sớm nhất. Tại vì anh em nào cọc sớm thì mình sẽ trả xe sớm thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là tiến hành nhận xe, kiểm tra xe xong xuôi hết luôn để bảo đảm là không có vết chày, hoặc là xe đẹp thì mình sẽ giao tới anh em nha. Và sau đây thì mình sẽ kiểm tra rồi bắt đầu review chi tiết, sở hữu chi tiết để đưa cho anh em những thông tin sớm nhất về Lexi. Sau thời gian vệ sinh và kiểm tra thì mình đã được tận tay sờ vào Lexi 2024. Ở phiên bản này thì Lexi chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là phiên bản tiêu chuẩn, thứ hai là phiên bản cao cấp. Và hiện tại thì bên Minh Long Moto là một trong những đại lý được Yamaha ủy quyền có Lexi đầu tiên về để đưa cho những khách hàng những hình ảnh chân thật nhất hiện tại trước mắt anh em. Thì anh em hãy đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm thêm nhiều clip mới nữa. Và đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn. Đây, phiên bản tiêu chuẩn mình đang sờ vào đây. Đây là phiên bản tiêu chuẩn với màu bạc. Cái này nếu mà anh em ra ngoài nhìn thì nó sẽ màu bạc. Màu bạc này nó cũng không phải là màu nhám hay là cũng phải là màu bóng, mà nó kiểu làm nhám mịn á. Màu nhám người ta làm trà để nó làm nó mịn hơn, sờ vào tay nó mịn hơn, nó láng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm nữa là phiên bản màu xám, và chúng ta sẽ có thêm nữa là phiên bản màu đỏ. Với ba phiên bản này thì mức giá cũng bằng nhau luôn, mức giá đề xuất là 48.500 bao VT. Còn tiếp theo là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì chúng ta cũng có ba màu luôn ha. Thứ nhất là màu xanh nhám, thứ hai là màu xanh rêu nhám, và thứ ba nữa là màu đen nhám. Với mức giá bằng nhau luôn, phiên bản cao cấp là 48.900 bao VT. Với mức giá này thì chưa ra biển số nha anh chị em. Nếu mà anh chị em chúng ta muốn ra biển số thì phải đóng thêm thuế trước bạ và trước biển số nữa, tùy theo khu vực nó sẽ có áp dụng thuế khác nhau. Các anh chị em chúng ta muốn biết giá bao nhiêu thì có thể gọi số line 0786 460 36 được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Và anh chị em nào chúng ta ở xa mà muốn cọc xe thì hiện tại trong tháng 6 này, tại vì bên mình về chỉ là một số xe thôi, về đầu tiên á, nên chỉ được một số xe thôi, nên anh chị em nào mà cọc trước thì mình sẽ ưu tiên có trước nha anh chị em. Còn các anh chị em nào chúng ta cọc ở phiên bản sau thì thông cảm mình sau tháng 6 sẽ về tiếp để phục vụ các anh chị em nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu vào đánh giá chi tiết và review. Ở phiên bản Lexi này á, nếu mà nhìn sơ qua thì ở phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp á, hoàn toàn những cái trang bị chúng ta vẫn được giống nhau, vẫn được trang bị ở trên đầy đủ nhất hai phiên bản luôn. Chỉ có khác ở đây á là 500.000 á, là do về màu sắc thôi. Ở phiên bản Lexi tiêu chuẩn á, thì anh em sẽ có được một cái phong cách thể thao hơn. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì những cái đường tem của phiên bản tiêu chuẩn á, thì nó được thể hiện những cái sắc đỏ, sắc đen nè, như đây, hai bên, và kéo dài ở phần phía sau luôn. Chúng ta vẫn có những cái đường viền màu đỏ, kèm theo chúng ta sẽ có cái tem màu đen đó. Nó làm nổi bật hơn chiếc xe, nó nhìn nó cơ bắp hơn, thể thao hơn đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có phiên bản tiêu chuẩn thì chữ Lexi được dập nổi màu khói nha, chữ Lexi được dập nổi màu khói. Và ngoài ra ở phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có cái điểm nhấn ở đây, đó chính là phần mâm.
phần mâm của phiên bản tiêu chuẩn thì mình cảm thấy nó hơi ngược tí xíu. So với lại những phiên bản cao cấp thì phần mâm nó sẽ có màu đỏ, nhưng ở đây phiên bản tiêu chuẩn lại có màu đỏ để làm tô nét thể thao hơn cho phiên bản này. Còn phiên bản cao cấp thì chúng ta được trang bị mâm màu đen, còn những cái đường viền cũng như là những cái màu sắc thì nó kiểu dạng trung tính hơn tí xíu để cho chúng ta phù hợp với lại cái màu sắc của gia đình, như là màu xanh nhám nè, màu xanh rêu nhám, rồi màu đen nhám, và kết hợp những cái viền tem đen, viền màu vàng như thế này đó. Vẫn là những cái vị trí tem như là phiên bản tiêu chuẩn thôi, nhưng mà chúng ta được thay đổi thành màu tem tem đen và viền vàng. Ngay cả ở phiên bản chữ Lexi được dập nổi, cái logo Lexi được dập nổi cũng là viền màu vàng luôn, nhìn nó sang trọng hơn. Thì đây là cái sự khác biệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp mà mình cảm thấy ở trên Lexi 2024. Còn về trang bị thực tế như thế nào? Đầu tiên thì mình đánh giá về ngoại hình đi. Tổng thể thiết kế Lexi là một mẫu xe maxi nhỏ gọn đi trong phố. Đây hiện tại mình đang là 1m7. Anh em có thể thấy 1m7 gần 90kg. Thì anh em có thể thấy mình đứng thì chiếc Lexi cũng vừa tầm với mình đó. Nên cái kiểu dạng thiết kế của Lexi cũng là để to, để chúng ta đi phục vụ nhu cầu gia đình. Ở phía trước này thì chúng ta sẽ có cái kính chắn gió. Kính chắn gió này thì mà nó sẽ có tác dụng là chúng ta sẽ tạo khí đông học cho xe. Nhưng mình cảm thấy nó hơi nhỏ tí xíu, nó vừa, mình nghĩ là nó vừa đủ để che được cái phần một miếng nhỏ phần ở trên đồng hồ để cho anh em dễ nhìn thấy thông số thôi. Ngoài ra thì nó sẽ tác dụng làm trang trí là chính. Còn nếu mà anh em nào chúng ta có nhu cầu hơn nữa, chúng ta có thể thay một cái chắn gió to hơn như thế này, bản to hơn như thế này, để khi mà chúng ta đi xa với tốc độ cao thì gió nó sẽ không có ảnh hưởng, nó không có tạt thẳng vào người gây mệt mỏi. Đó là về thiết kế của cái chắn gió phía trên. Ngoài ra về cụm đèn, với cái cụm đèn thì thiết kế của Lexi này mình khá độc đáo. Nếu mà đánh giá theo cảm quan của mình thì cụm đèn của Lexi thì gây ấn tượng, nhưng mà nó kiểu dạng mới quá nên nó chưa hợp mắt với lại đa số thông dụng của người Việt Nam. Nhưng mà về chất lượng thì ở bên trong Lexi chúng ta sẽ có cụm đèn cực kỳ chất lượng luôn nha. Chúng ta sẽ có đèn đề mi nè, đó, đề mi làm điểm nhấn ở phía trên này. Và hai bên thì chúng ta sẽ có là cụm đèn chính Godfather. Đó. Hai xi nhan thì là bóng halogen được đặt cao phía trên như thế này. Halogen, bóng xi nhan sẽ được đặt halogen thôi. Còn đèn phía sau như thế nào? Đèn phía sau thì anh em sẽ được làm gọn hơn nha. Đèn phía sau thì mình cảm thấy anh em sẽ được làm gọn hơn, ôm sát vào cái phần đuôi xe luôn nè, nó sẽ không có gây lòi ra, xi nhan không được tích hợp vào luôn. Đây, cái điều này thì anh em, mình nghĩ anh em đi phố cũng rất là thích rồi, tại vì đa số bây giờ tay ga cũng đang có xu hướng là để xi nhan lòi ra ngoài á. Thì khi mà anh em chúng ta đi qua những các gờ, hoặc là xin lỗi anh em, đi qua những các hẻm, hoặc là chúng ta đi vào những đường đông á thì hay gây va quẹt lắm. Những thiết kế mà xi nhan được tích hợp đây thì cũng là một điều đáng chú trọng. Mà cái phần ấn tượng nhất thì mình cảm thấy là về cái đồng hồ của Lexi 2024. Thiết kế đồng hồ thì cũng khá là bắt mắt anh em. Chúng ta sẽ có màn hình trung tâm là dạng LCD, các đèn trạng thái thì sẽ để bên, và thiết kế thì kiểu dạng hình kim cương vậy đó. Nó sẽ tạo ra một cái hình thể rất là cứng cáp. Ở bên ngoài chúng ta sẽ có cái viền bạc. Thì ở trên phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn, ngoài cái thiết kế màu như hồi nãy mình nói ra, màu và tem thì những cái trang bị thì cũng giống nhau thôi. Tiêu chuẩn hay là cao cấp thì cũng trang bị giống như nhau thôi, nên mình chỉ nói một phiên bản để cho anh em chúng ta đỡ tiết kiệm thời gian. Tại thì ở đây thì chúng ta sẽ có các nút rất là nhiều nha. Ngoài có xin anh trái phải kèn thì trên đây chúng ta sẽ có nút menu để chúng ta chỉnh các thông số ở trên đồng hồ. Ngoài ra cái đồng hồ này có thể kết nối với lại app Yamaha Econnect để hiển thị các thông số khác, ngoài như là thông số audio, rồi vòng tour, rồi chip A chip B vân vân. Đó thì nó sẽ hiện những cái tin nhắn cũng như là cuộc gọi nhỡ khi mà anh em có, thì nó sẽ hiện trực tiếp ở trên đồng hồ luôn. Khi mà anh em di chuyển thì chúng ta cũng có thể theo dõi được cái thông tin liên lạc của mình. Bên cầm bên phải thì chúng ta sẽ có nút Stop and Start System để giúp cho anh em chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn khi mà chúng ta dừng đèn đỏ hay là chúng ta muốn dừng đột ngột thì sau 3 giây nó sẽ tắt máy. Phía dưới này chúng ta sẽ có đèn hazard
để chúng ta có thể xin đường khẩn cấp nè. Ở dưới nữa là đề ha. Những cái trang bị thông minh hầu như đã trang bị ở trên NVX thì anh em cũng sẽ bắt gặp ở trên Lexi 2024, như là khóa thông minh nè, cổng sạc nè. Bên ngoài thì Lexi so với những cái mẫu xe của Yamaha thì mình cảm thấy Lexi cũng đã chú trọng cái phần mà cớp bên ngoài rồi. Ở trên phiên bản Lexi này, ngoài cái cổng sạc nhanh ở đây thì mình cảm thấy sẽ có không gian để cho anh em đựng găng tay, mắt kiến vân vân, hay là đựng chai nước ở đây. Đó, nó sẽ giúp cho anh em chúng ta di chuyển tiện lợi hơn. Và nếu mà chúng ta muốn móc đồ thì Lexi cũng đã được trang bị chúng ta một cái đồ móc như thế này bằng nhựa rất là cứng. Còn về động cơ thì nha, Lexi thì sẽ có động cơ 155cc. Đó, 155cc giống như hoàn toàn là NVX luôn anh em. Những cái công nghệ như là VVA đã cũng được trang bị trên phun xăng điện tử nè. Động cơ BlueCore cũng đã được trang bị trên Lexi luôn rồi. Đó, hoàn toàn là giống luôn ha. Còn khác ở đây mình nghĩ là khác về cảm giác lái thôi. Để mình ngồi lên Lexi thử cho anh em. Sau khi mình ngồi trên Lexi 155 thì mình biết tại sao Yamaha lại đưa thêm một sản phẩm trong phân khúc CTG 155 gửi đến anh em nữa rồi. Tại vì hiện tại với cái chiều cao của người Việt Nam mình thì lanh quanh tầm đâu đó là nữ tầm khoảng 1m6, nam thì tầm khoảng 1m7. Và với chiều cao của Lexi thì chỉ vỏn vẹn là 768mm thôi. Nó sẽ dễ dàng lên điều khiển đi trong phố hơn các mẫu xe khác tại trường Việt Nam. Đó, ngoài ra nó sẽ tạo cảm giác cho anh em đi thoải mái. Đây, đúng là một mẫu xe để phục vụ gia đình luôn. Với chiều cao yên cũng không có cao lắm, nhưng mà cái phần ghi đông lại cao nha. Nó sẽ giúp cho các bạn chúng ta, mình đây tầm 1m7 nè, ngồi lên thì anh em cảm thấy rất là vừa vặn rồi đúng không? Tay sẽ không bao giờ mà chúng ta chồm tới hay là chúng ta phải thẳng lưng, ghi đông cao ngay tầm tay luôn, bẻ lái cũng rất là dễ. Không gian để chân cũng là một phần để cho anh em chúng ta có thể lưu ý. Đây, ui, ở đây mình thấy là tặng thêm thảm nữa nè anh em ơi. Yamaha Lexi có một cái phần quà nhỏ cho anh em nè. Đó, đây anh em đã có sẵn thảm cao su rồi nha. Đối với những cái mẫu xe mà anh em mua tay ga tại Việt Nam á, thì anh em phải mua thêm thảm nha. Còn Lexi thì anh em sẽ được tặng thêm luôn. Đây, sẵn theo xe. Đây, cái sàn để chân á, thì đây anh em có thể thấy 1m7 nha, không hề đụng chân luôn nha. Đó, còn một khúc chân để anh em có thể chúng ta ngồi thẳng lưng nè, thoải mái. Cái không gian này á thì mình nghĩ không chỉ anh em để chân đâu, mà anh em chúng ta có một cái ba lô hay là anh em có một cái túi xách cũng có thể để đây vừa vặn nữa, dư sức ha. Đó, những cái dòng Max Scooter á, thường thường người ta sẽ làm hai tư thế lái, nhưng mà về Lexi này á, thì mình cảm thấy người ta vẫn chú trọng hơn cái không gian, mà cái cảm giác lái đi phố, nên cái phần mà không gian của chiều dài của xe á, nên người ta mình cảm thấy cũng làm hơi ngắn lại tí xíu, nên cái phần không gian để chân á, người ta cố làm kiểu dạng hai cái á, là một là anh em sẽ để thẳng chân như thế này nè, hai là anh em sẽ duỗi ra phía trước để tạo cái tư thế thoải mái hơn. Nên người ta cũng cố gắng người ta làm một cái tỷ lệ phía trước á, để cho anh em chúng ta cảm nhận được cái đây là một mẫu xe của dòng Maxi. Ở phần dưới thì chúng ta sẽ được trang bị là khu vực yên khá là dày và ngồi rất là im luôn. Chúng ta sẽ được làm điểm nhấn bằng những cái đường mai màu vàng chanh như thế này. Ở phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì nó cũng trang bị giống nhau thôi. Như nãy mình đã nói là về khác màu sắc thôi. Ok, mình sẽ khám phá khu vực cốp. Khu vực cốp của Lexi thì mình cảm thấy không có rộng lắm nha. Không có rộng lắm. Nó chỉ vừa đủ đựng một cái nón. Nón ở đây thôi. Ngoài ra còn dư chỗ để chúng ta đựng vài những cái vật dụng nhỏ nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ có khu vực bình xăng nằm ở đây. Dù phiên bản tiêu chuẩn hay là phiên bản cao cấp thì anh em vẫn có ABS ha. ABS anh em kèm theo là heo một bít. Cái đường kính phanh á, phanh đĩa rất là to. Đây, anh em có thể thấy heo một bít ha. Còn đây ABS nè. Thông số lớp thì lớp của phía trước theo mình thấy là 90/90, mâm là 14 inch. Còn phuộc thì
cảm thấy cũng vừa đủ thôi, chúng ta đi phố thôi. Còn ở phía sau thì anh em hãy qua đây, mình sẽ cho anh em coi cái giá trị ở phía sau của Lexi nè. Ở phía sau tuy là được trang bị phụ đơn thôi, nhưng mà Lexi chúng ta sẽ có thêm cái bình dầu nữa, giúp cho anh em chúng ta đi mãi hơn. Các anh em thường nói là một phục thì sao mà đi đầm chắc được, nhưng mà anh em hiện tại những cái mẫu xe mà kỹ sư người ta thiết kế ra, người ta cũng đã cân chỉnh và test xe rồi, nên cái một phục vẫn đáp ứng đủ nhu cầu chúng ta đi phố và chúng ta chở người phía sau. Còn anh em chúng ta mà muốn để đi cứng hơn á, hoặc là chở hàng hơn, thì chúng ta có thể chọn các mẫu xe hai phục ha. Đó là những gì mà Lexi 2024 sẽ mang đến cho anh em với mức giá như thế là 48.500 và 48.900 cho phân bản tiêu chuẩn và cao cấp. Thì mình nghĩ với những cái trang bị hiện đại như là đèn LED nè, đồng hồ LCD, cổng sạc nhanh, rồi có khóa thông minh, có ABS, đặc biệt là có ABS nha, chỉ 40 mấy triệu thôi mà có ABS. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có phụ bình dầu, thì đây là những trang bị cũng như là chắc cái option nhỏ hơn để cho anh em phù hợp với túi tiền anh em hơn, khi mà anh em chúng ta không có nhu cầu chúng ta lựa chọn NVS và chúng ta cần một cái không gian để chân rộng rãi để chúng ta đi gia đình, nó sẽ thoải mái hơn. Và mẫu Lexi là một trong những lựa chọn hợp lý cho anh em đang tìm những cái tiêu chí đó. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, đừng quên nhấn like, subscribe kênh Long Ô Tô, mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi và nhiều dòng xe mới dành cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.